Khóa học 365 ngày thay đổi tư duy. Mỗi ngày thực tập một bài trong vòng một năm sẽ giúp cho bạn tháo gỡ những tư duy lệch lạc bên trong và cho bạn một tầm nhìn sáng tỏ. Các bài tập chỉ cần được thực hiện trong vài phút một ngày, nhưng cần phải được thực hiện tuần tự theo từng ngày một, với một tâm thái rất thoải mái, không nỗ lực. Vì vậy, để có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc cũng như nguồn gốc và cách thực tập, bạn hãy đến kênh Vivile Audiobook để xem lại video giới thiệu về khóa học cũng như tuần tự thực tập từng bài tập một. Và bây giờ là bài tập của ngày thứ 9. Tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì như nó đang thực sự là. Ý tưởng này rõ ràng là theo sau hai cái trước. Nhưng trong khi bạn có thể chấp nhận nó về mặt trí tuệ, chưa chắc nó sẽ có ý nghĩa đối với bạn. Tuy nhiên, sự hiểu biết là không cần thiết vào thời điểm này. Trên thực tế, khi bạn thừa nhận rằng bạn không hiểu, đây chính là điều kiện tiên quyết để đảo ngược những ý tưởng sai lầm của bạn. Những bài tập này liên quan đến sự thực hành, không liên quan tới sự hiểu biết. Bạn không cần phải thực hành những gì bạn thực sự hiểu. Nó sẽ là một vòng tròn để hướng đến sự hiểu biết, và giả sử rằng bạn đã có sẵn sự hiểu biết đó rồi. Đối với một trí óc chưa được huấn luyện, nó sẽ khó tin rằng những gì mà nó đã hình dung ra từ trước lại không có tồn tại. Ý tưởng này sẽ có thể rất đáng lo ngại và có thể gặp phải sự phản kháng tích cực dưới bất cứ hình thức nào từ tâm trí. Không cần nhiều hơn thế đối với những bài tập này, hoặc bất cứ những bài tập nào khác. Mỗi bước đi nhỏ sẽ xóa bỏ một chút bóng tối, và sự hiểu biết cuối cùng sẽ đến để làm sáng tỏ mọi ngóc ngách của tâm trí khi nó đã được xóa sạch những mảnh vụn làm cho nó tối tăm. Những bài tập này bạn hãy thực hành từ 3 đến 4 lần là đủ, bao gồm việc nhìn vào bên trong bạn và áp dụng ý tưởng trong ngày cho bất cứ điều gì bạn nhìn thấy. Hãy ghi nhớ, cần áp dụng ý tưởng mà không có tâm phân biệt, với quy tắc quan trọng đó là không loại trừ bất cứ điều gì. Một lần nữa, cần phải nhấn mạnh rằng, mặc dù không nên cố gắng tập trung hoàn toàn vào một điều gì, nhưng bạn hãy tránh việc loại trừ một số điều cụ thể nào đó. Hãy chắc chắn rằng bạn đang trung thực, và hãy tránh phân biệt cái này với cái kia. Bạn có thể bị cám dỗ để làm điều này. Ví dụ, tôi không thấy máy đánh chữ này như nó đang thực sự là. Tôi không nhìn thấy chìa khóa này như nó đang thực sự là. Tôi không nhìn thấy chiếc điện thoại này như nó đang thực sự là. Hãy bắt đầu với những thứ gần bạn và sau đó hãy mở rộng phạm vi. Tôi không nhìn thấy chiếc giá treo áo giống như nó đang là. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt đó như nó đang là. Tôi không nhìn thấy cánh cửa đó như nó đang là.